Vụ biến động miền Trung đã dẫn đến một biến chuyển lớn về tình hình chính trị. Quốc hội lập hiến đã được thành lập và đã soạn thảo ra Hiến pháp Đệ nhị Việt Nam Cộng hòa. Trước khi được ban hành vào ngày 1 tháng 4 năm 1967, Đại hội đồng quân lực đã nhóm họp tại Bộ Tổng tham mưu để chấp nhận dự án Hiến pháp do Quốc hội biểu quyết ngày 18 tháng 3 năm 1963. Mùa hè năm 1967, các cuộc vận động tranh cử tổng thống, thượng viện đã được tiến hành với các cuộc diễn thuyết sôi động của các ứng cử viên của các liên danh. Ngày 3 tháng 9, cuộc bầu cử tổng thống và thượng nghị viện đã diễn ra trên toàn Việt Nam Cộng hòa. Và ngày 22 tháng 10 năm 1967, toàn thể cử tri đã đi bỏ phiếu bầu dân biểu vào Hạ viện.